Chào tất cả các em. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiếp về một nhóm các hợp chất hữu cơ thiên nhiên có tên gọi là glucid. Hay còn có một tên khác là carbohydrate. Đây là các hợp chất hữu cơ thiên nhiên có công thức dưới dạng tổng quát là CnH2O tất cả m lần. Nghĩa là đây là hợp chất hữu cơ có 3 nguyên tố chính là CH và O, trong đó nguyên tử hydro sẽ luôn luôn gấp 2 lần so với nguyên tử oxy và được viết dưới dạng tổng quát là CnH2O tất cả m lần. Và trong nhóm của các glucid này thì sẽ có các hydro, các cái hợp chất hữu cơ ví dụ như là glucose. Fructose. Saccharose. Maltose. Tinh bột và cellulose. Với ba nhóm được phân loại đó, nhóm thứ nhất đó là nhóm của glucose và fructose. Đây là các glucid cơ bản và đơn giản nhất và được gọi là các monosaccharide hay là monoglucid, hay trong sinh học chúng ta biết đến với tên gọi là đường đơn. Còn nhóm thứ hai gồm có saccharose và maltose, được gọi là disaccharide hay là diglucid, thì có tên là trong sinh học là đường đôi. Còn nhóm thứ ba gồm có tinh bột và cellulose, còn được gọi với tên hóa học là polysaccharide, hay trong sinh học chúng ta biết đến với tên đó là đường đa. Vậy đây là các hợp chất hữu cơ nói về đường. Và vậy thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về glucid đầu tiên, một glucid cơ bản và phổ biến nhất, đó là glucose. Glucose có công thức phân tử là C6H12O6. Vậy glucose có những tính chất cũng như cấu tạo như thế nào thì chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay. Phần 1. Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý. Glucose là chất kết tinh không màu. Tan được ở trong nước. Và có vị ngọt. Tuy nhiên vị ngọt này chỉ là ngọt dịu thôi. Và glucose có nhiều ở trong các cây cối thực vật và có ở trong nhiều bộ phận của cây. Ví dụ như là có ở trong rễ, lá, nhưng đặc biệt là có nhiều ở trong các quả chín. Và loại quả mà chứa lượng glucose nhiều nhất đó là quả nho. Vì vậy mà ngoài tên gọi là đường glucose thì người ta còn có thể gọi glucose đó là đường nho.